Đây là bản tin nhật ký chống dịch Covid-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo bản tin trưa ngày 20 tháng 6 của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 139 ca mắc mới, trong đó 130 ca ghi nhận trong nước. Tại Bắc Giang là 53 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 34 ca, Bình Dương 18 ca, Đà Nẵng 18 ca, Bình Dương là 13 ca, Bắc Ninh 9 ca, Hà Tĩnh 1 ca, Quảng Nam 1 ca, An Giang 1 ca. Trong đó thì 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 9.849 ca, trong đó thì có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 21 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Ca tử vong thứ 65 là bệnh nhân 4.391, nam giới 53 tuổi ở địa chỉ Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Tiền sử u lympho không Hodgkin từ tháng 9 năm 2020, đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS và mắc COVID-19 trên bệnh nhân mắc u lympho không Hodgkin kháng trị, tăng huyết áp, suy thận. Ca tử vong thứ 66 là bệnh nhân 6.043, nam giới 80 tuổi, địa chỉ ở Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ 2 và hen phế quản, điều trị thường xuyên. Chẩn đoán tử vong, suy đa tạng, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản. Trong khi đó, sáng nay, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận đã ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đáng chú ý, trong số này có 5 người là người nhà bệnh nhân 12.860, nhân viên bảo vệ tại quán Volpas Bakery and Coffee ở phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân 12.860 là F1 của bệnh nhân 12.437, nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, Đà Nẵng phát hiện ca dương tính trong cộng đồng là bệnh nhân 12.437 sau 31 ngày không có ca nhiễm. 4 trường hợp dương tính còn lại ghi nhận sáng nay là người dân trong vùng phong tỏa 1.300 hộ ở quận Thanh Khê, nơi có các ca mắc trước đó sinh sống. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay, cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Sáng nay, các lực lượng phường, quận đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành hay là buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xử lý các tiểu thương còn buôn bán ở các chợ tự phát. Ghi nhận trên đường Hồ Văn Tư, Đoàn Công Hớn, thành phố Thủ Đức, khi lực lượng chức năng tới thì các tiểu thương mới vội vã thu dọn hàng hóa. Còn tại đường An Dương Vương, phía phường An Lạc, quận Bình Tân, một số tiểu thương vẫn bày bán tại chợ tự phát. Trong khi đó, khu chợ tự phát gần công ty Poyen ở khu công nghiệp Tân Tạng, quận Bình Tân khá thông thoáng, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp hồi đầu tháng. Trong ngày đầu thực hiện, khá nhiều tiểu thương chưa biết thông tin dẫn đến việc chấp hành chưa tốt. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã giải thích yêu cầu cam kết từ ngày mai không tiếp tục buôn bán ở chợ tự phát. Bên trong chợ truyền thống vẫn buôn bán bình thường. Từ ngày 20 tháng 6, để phòng chống dịch Covid-19, một loạt các biện pháp mới đã được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, trong đó cấm tuyệt đối chợ tự phát. Còn các chợ truyền thống sẽ giao cho Sở Công Thương hướng dẫn các quận huyện áp dụng các biện pháp giãn cách để đảm bảo an toàn. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh khẳng định luôn bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho mọi người dân trong các trường hợp không để xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá. Do đó, người dân cần ý thức hạn chế tập trung đông người, đảm bảo sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Số ca dương tính tăng với tần suất dày hơn, nhiều địa điểm đã bị phong tỏa. Trong ngày 19 tháng 6, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính với Covid-19 trong một ngày. Đây là số ca lây nhiễm cao nhất từ trước đến nay ở tỉnh này. Ngành Y tế Bình Dương nhận định hiện dịch đã xâm nhập vào cộng đồng tại nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân. Do đó rất khó kiểm soát và có thể tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong thời gian tới. Trong 19 trường hợp nêu trên, trong đó thì có 17 ca liên quan đến ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên và ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Houseware và công ty gốm sứ ở thành phố Thuận An chiếm phần lớn. Đáng chú ý, ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên có tốc độ lây lan rất nhanh, đến nay đã có tổng cộng 55 ca mắc, trong đó phần lớn là công nhân người lao động. Cũng trong chiều nay, trung tâm thương mại Bixi Bình Dương tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một bị phong tỏa do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 đến đây mua thực phẩm. Quân khu 4 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ thành phố Vinh. Đây là đợt phun hóa chất khử khuẩn lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ chiều tối qua và dự kiến kéo dài trong vòng 3 ngày. Theo đó thì các cơ quan ban ngành từ cấp phường, xã cho đến trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đều sẽ được phun khử khuẩn.
Ngoài ra, lực lượng quân sự cũng phun tại các địa điểm như trục đường giao thông chính, các trường học, bệnh viện, chợ, bến xe, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, các khu tập trung đông người để phòng dịch Covid-19. Gần 1,5 tấn hóa chất dự kiến sẽ được sử dụng. Tham gia có hơn 120 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hóa học quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sư đoàn 324, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 8 xe chuyên dụng cùng hơn 300 dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ. Ngoài ra, để tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố thì cơ quan chức năng đã lập 13 điểm chốt chặn bao quanh địa bàn. Các chốt đều có lực lượng công an, dân phòng, đoàn viên thanh niên, nhân viên y tế túc trực. Tin quốc tế, Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới khẳng định chỉ xuất khẩu vaccine COVID-19 trở lại sau khi nhu cầu tiêm chủng cấp bách trong nước được đáp ứng đầy đủ. Theo người đứng đầu nhóm công tác ứng phó dịch COVID-19 của Ấn Độ, khi nhu cầu tiêm chủng cấp thiết cho người dân được đáp ứng đầy đủ, đồng thời kho dự trữ vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp, thì Ấn Độ sẽ nối lại việc xuất khẩu và phân phối vaccine cho các đối tác hiện nay. Nhật Bản đã thông báo hủy bỏ tất cả các hoạt động theo dõi công cộng Olympic và Paralympic sẽ diễn ra trong tháng 7 tới. Đây là nội dung thông báo do Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đưa ra nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Bà Koike cho biết là một số trong số 6 địa điểm công cộng vốn dự kiến được sử dụng để tổ chức các sự kiện trình chiếu cho phép công chúng theo dõi các trận thi đấu trong khuôn khổ ở Olympic và Paralympic, dù không trực tiếp đến sân vận động hay nhà thi đấu, sẽ được dùng để triển khai công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Các địa điểm này bao gồm công viên Yoyogi, công viên Inokashira và công viên Hibiya ở thủ đô Tokyo. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tháng nữa là Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức khai mạc. Công chúng đang lo ngại về việc số ca mắc COVID-19 có nguy cơ tăng đột biến do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn còn lây lan mạnh. Bộ Y tế Israel khẳng định lô vaccine COVID-19 được chuyển từ Palestine hôm 18 tháng 6 là hoàn toàn bình thường, không có chuyện sắp hết hạn như cáo buộc của chính quyền Palestine đưa ra. Theo thỏa thuận trao đổi vaccine giữa Israel và Palestine, Israel sẽ phân phối cho khu vực bờ Tây từ 1 triệu đến 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 có hạn sử dụng đến tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2021. Đổi lại, Israel sẽ nhận được số vaccine tương tự từ Palestine có hạn sử dụng đến tháng 9, tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, sau khi lô hàng vaccine theo thỏa thuận đầu tiên được giao tới, chính quyền Palestine hôm 18 tháng 6 cáo buộc là lô vaccine của Israel không phù hợp với những cam kết trong thỏa thuận khi mà hạn sử dụng của lô hàng này là ngay trong tháng 6. Do vậy, Palestine không kịp sử dụng và quyết định từ chối nhận lô hàng, đồng thời hủy bỏ thỏa thuận. Những người đang có kế hoạch phẫu thuật và điều trị y tế không khẩn cấp sẽ bị từ chối chăm sóc tại các bệnh viện ở thủ đô Moscow của Nga nếu họ chưa tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ gồm dịch vụ chăm sóc cấp cứu, trị liệu ung thư và hỗ trợ những người mắc bệnh nhồi máu. Đầu tuần này, Moscow đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với nhân viên trong nhiều ngành nghề. Yêu cầu này được áp dụng trong một số lĩnh vực bao gồm những người làm việc trong ngành khách sạn, vận tải và giải trí. Hiện mới chỉ có khoảng 10% người Nga đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine, mặc dù nguồn cung vaccine đã được phân phối rộng rãi. Từ ngày 19 tháng 6, không chỉ người dân Hungary trong nước mà cả những công dân Hungary sống ở nước ngoài và công dân nước ngoài sống ở Hungary đã có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19 kể cả khi họ không có bảo hiểm y tế. Hai nhóm này có thể đăng ký trên website của Hungary. Hệ thống đặt lịch cũng được thiết kế cả bằng tiếng Anh để tạo điều kiện cho người nước ngoài. Theo chính phủ Hungary, việc mở rộng tiêm chủng cho đối tượng người nước ngoài được đưa ra sau khi Hungary đã đạt được một tỷ lệ tiêm chủng khá cao. Hiện đã có khoảng 55% người Hungary đã nhận được ít nhất mũi tiêm đầu tiên và có tới 92% số người đăng ký đã được tiêm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nhật ký phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.